Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực Gò Công quê tôi. Hôm nay thí nhỏ chia sẻ cả nhà ha. Trời nắng nóng quá cả nhà ơi. Bây giờ mình làm cái món gì đây nè. Thôi thí nhỏ chia sẻ cả nhà cái món nước giải khát ha. Thì làm nước giải khát là cái gì đây? Mời cả nhà cùng vào bếp với thí nhỏ nha. Ở đây thí nhỏ sử dụng một bịch sinh sáu này nha các bạn. Nó không có chỗ xé mà xé này. Ở đây nó có bịch sinh sáu bột. Đây nè, có cái ống nước thơm đó các bạn. Cái này khi mình làm xong rồi mình để vô ha. Thì bây giờ thí nhỏ cắt cái này vô đây ha. Thí nhỏ cho cái bịch này hết vô đây. Thí nhỏ sử dụng 100g đường cát nha các bạn. Mình lấy cái cây đánh bột mình đánh lên cho nó đều ha, cho nó không quánh cục rồi. Để khi mình đánh đều rồi thì thí nhỏ dùng cho một lít nước, nhưng mà các bạn muốn cứng thì các bạn cho sinh sáu cứng thì bạn dùng 900ml cũng được. Một lít nước lưng chút xíu này cỡ 900ml các bạn, một lít thì cũng vừa đủ với cái liều lượng mà thí nhỏ muốn ăn cứng chống nhỏ cho 900ml thôi. Để thí nhỏ quậy hết lên ha. Mình quậy như vậy để cho nó đều, cho đường nó tan mà cái xương sáo không bị bớt cục đó các bạn. Quậy cho đều lên. Mình quậy cho đến khi nào mà nó không có còn lục cục nữa thôi nha. Thì khi quậy xong như vậy thì các bạn để cho cái xương sáo này nó nghỉ cỡ 10 phút hoặc sau ha. Để cho nó nở cái bột xương sáo ra rồi mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn ha. Mình để đây đi cho nó nghỉ 10 phút đi. Thì nãy giờ cái này thí nhỏ cũng để 10 phút rồi nè các bạn. Thì xương sáo nó cũng nở, đường nó cũng tan hết rồi ha. Bây giờ mình cho lên bếp mình nấu ha. Giờ thí nhỏ cho lên bếp, thí nhỏ bật lửa lên nấu ha. Thì khi nấu thì chúng ta cũng quậy đều, vậy quậy hoài để cho xương sáo nó không có bị bón cục lại các bạn. Mình quậy như vậy nè. Bắt lửa lớn rồi mình quậy luôn ha các bạn. Thì xương sáo mình quậy một lúc nó cũng đặc này nè các bạn. Thì khi mình nó sắp sửa đặc lại thì mình đánh lẹ tay ha, để cho nó đều, nó mịn cái xương sáo ha. Thì các bạn cứ đánh thì đi rồi chút xíu cho khoảng chừng 3 phút nữa. Khi mình quậy cái nồi này trước sau cho cũng 5 phút đó các bạn. Thì bây giờ như vậy nè. Được rồi ha, giờ thí nhỏ tắt lửa nha. Đó, tắt lửa nè. Thì mình để đây, khi nào nguội rồi mình chia sẻ tiếp các bạn ha. Đây là cái nồi xương sáo của mình nó đã nguội rồi nha các bạn. Nó rất là dễ lấy ra luôn ha. Giờ thí nhỏ cho nó qua cái thau này nha các bạn. Nó dẻo rất là ngon ha. Các bạn xài một bịch xương sáo đó các bạn xài 900ml được rồi, không cần xài tới một lít ha. Nó sẽ dai, nó dẻo, nó ngon nè. Đó. Nó dẻo, nó ngon lắm các bạn. Còn nếu các bạn mà xài đúng lít thì nhỏ nghĩ là nó sẽ yếu á. Nó sẽ không có được dai đâu. Bây giờ thì nhỏ cắt ra ha. Thì nhỏ rửa tay rồi nha các bạn, rửa tay. Rồi xương sáo mình cũng cắt hết ra ha các bạn. Thì nhỏ cắt ra. Sáu dai ngon các bạn. Bây giờ thí nhỏ cắt xong rồi thí nhỏ sẽ đập nước đá uống ha. Ngon quá nè các bạn ơi. Thí nhỏ rửa tay sạch sẽ hết nha. Đây là cái xương sáo của mình nè. Dai lắm, ngon lắm các bạn. Giờ thí nhỏ cho cái sữa tươi này vào ha các bạn. Ừ.
Nếu các bạn ăn ngọt thì các bạn để thêm đường ha. À, nhìn hấp dẫn không? Quá ngon hết các bạn ơi. Trời nắng mà được cái ly xinh xắn như vậy là mình ăn là còn gì bằng ha. Mình thấy nhỏ múc ra đây. Nhỏ cho tiếp nước đá vào đây ha, nhỏ cho chị Sáu vô ha các bạn. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì các bạn thêm đường ha. Đây nhìn hấp dẫn ha. Đây xương sáu của mình đã thành phẩm rồi đây nè các bạn ơi. Giờ mình ăn thử cho các bạn xem ha. Rất là ngon quá các bạn. Chân sáo nó dai, sữa tươi nó béo. Nếu các bạn cái này thì cái độ ngọt của nó cũng vừa phải. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì các bạn thêm đường ha. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.